Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin, như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết trong tỉnh. Hôm nay ngày 1 tháng 5, ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ, thời tiết tỉnh Quảng Ninh vẫn đẹp và thuận lợi cho giao thông và các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên đêm nay và ngày mai, do trên cao hội tụ gió yếu hình thành ở Bắc Bộ nên thời tiết các khu vực trong tỉnh sẽ có thay đổi với sự trở lại của những cơn mưa rông rải rác nên nhiệt độ cũng giảm nhẹ. Tại khu vực miền Đông trời phổ biến là nhiều mây, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ và rông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 22 cho đến 26 độ. Đó cũng là hình thái thời tiết chủ đạo tại địa phương miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long. Song nền nhiệt độ ở đây nhìn hơn một chút so với khu vực miền Đông, dao động từ 22 đến 27 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cơ bản cũng là nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ và rông lúc gần sáng và ngày mai. Nhiệt độ giao động quanh ngưỡng từ 22 cho đến 26 độ. Trên biển có gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km nên không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải và khai thác ngư trường. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của một vùng hội tụ gió trên cao, nên Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác, tập trung vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm. Cục bộ có nơi mưa vừa, đến mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cũng cần hết sức lưu ý. Ban ngày xen kẽ những khoảng nhiều mây thì trời vẫn có nắng nhẹ. Nhiệt độ trong ngày mai giảm xuống ngưỡng từ 26 đến 29 độ riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Cũng do tác động của hội tụ gió trên cao, đêm nay và chiều tối mai, khu vực Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây phổ biến là từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, thì các tỉnh còn lại của miền Trung, tức là từ Quảng Bình đến Bình Thuận, vẫn duy trì trạng thái ít mưa, với nền nhiệt độ giao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ, trời khá oi nóng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai cũng phổ biến thời tiết ít mưa và ngày có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên giao động quanh mức từ 31 đến 34 độ, còn tại Nam Bộ sẽ là từ 32 cho đến 35 độ. Về chiều tối, mưa rông có thể xảy ra cục bộ ở các khu vực này. Tuy nhiên lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh chuyển sang thời tiết biển. Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đều có gió yếu dưới cấp 4, sóng thấp, biển êm. Tuy nhiên, khu vực biển phía Nam từ Bình Thuận trở xuống đến Kiên Giang và Nam Biển Đông vẫn có thời tiết xấu. Mưa rào và rông xảy ra rải rác vào chiều tối, nên tàu thuyền qua lại cần lưu ý để đảm bảo an toàn.